xin chào các bạn. Và là người dùng đã nâng cấp từ 13 Pro Max lên 14 Pro Max thì mình nghĩ rằng thời điểm này, sau 2 tháng, mình đã có thể tự tin chia sẻ với các bạn về những trải nghiệm của mình trên hai thế hệ này, xem là nó khác biệt từ đâu và nó có thực sự đáng để các bạn nâng cấp hay không. Và chúng ta nên mua 13 Pro Max hay 14 Pro Max để đi chơi Noel và đón năm mới đây. Bắt đầu luôn nhé. Ok, cái điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về thiết kế của hai chiếc máy này. Thì có 3 điểm khác biệt chính trên thiết kế của 14 Pro Max so với 13 Pro Max mà các bạn nên lưu ý nhé. Thứ nhất đó là về màn hình. Thì thay vì cái màn hình tai thỏ thì Apple đã nâng cấp lên cái màn hình Dynamic Island này. Thứ hai đó là về kích thước cụm camera. À, có một điểm các bạn cần lưu ý đó chính là ốp lưng của 13 Pro Max sẽ không thể dùng được cho 14 Pro Max nhé. Bởi vì là cụm camera trên 14 Pro Max nó sẽ to hơn. Và một điểm thứ ba mà có lẽ là khi các bạn cầm hai máy trên tay các bạn mới cảm nhận được, đó chính là thiết kế, kích thước của 14 Pro Max sẽ nặng hơn một chút xíu so với 13 Pro Max nha. Về cái tính năng Dynamic Island này ấy, thì mình thấy rất nhiều anh em review kiểu là chỉ hào hứng lúc đầu thôi, còn thực tế mua máy về thì rất ít khi dùng. Nhưng cá nhân mình thì lại không thấy vậy nha các bạn ơi. Mình thấy là cái tính năng này nó rất là tiện lợi nhá. Ví dụ khi mình đang lướt web đúng không, mà có cuộc gọi đến ấy, mình chỉ cần giữ lì vào là nó sẽ hiển thị cuộc gọi cho mình, hoặc mình có thể bật loa ngoài luôn mà không cần phải ao ra. Hay là mình nghe nhạc cũng thế, đang lướt Facebook hay đang nhắn tin đúng không, mà phải ao ra chuyển nhạc hay là dừng nhạc thì rất là bất tiện. Mình chỉ cần giữ trên này này, đó là có thể chuyển được rồi. Cá nhân mình thì phải muốn dành lời khen cho Apple. Anh em nào mà đang dùng 14 Pro Max thì nên sử dụng tính năng này đi, rất là tiện đấy. Vậy thì còn các bạn đang xem video của mình, các bạn có cảm nhận như thế nào về thiết kế của 14 Pro Max năm nay? Và các bạn thấy thích thiết kế tai thỏ truyền thống hay là các bạn thích màn hình Dynamic Island mới? Hãy comment bên dưới chia sẻ cùng với Chi nhé. Để mà nói so sánh chất lượng hiển thị màn hình của 13 Pro Max và 14 Pro Max ấy, thì mình thấy là nó xem nhau thôi các bạn ơi. Có chăng thì năm nay 14 Pro Max sẽ sáng hơn một xíu, đó là độ sáng 2000 nits. Nghe Apple công bố có vẻ cái gì đó rất là hầm hố đúng không? Nhưng thực tế trải nghiệm thì mình thấy cả hai máy này đều kiểu là kẻ đám lạng người ngửa cân ấy. Nhưng có một tính năng cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo trên 14 Pro Max, đó chính là tính năng Always On Display. Một tính năng mà Android đã có từ rất lâu rồi. Nhưng mà đối với Apple thì đây là một tính năng cực kỳ mới mẻ, sẽ cho phép chúng ta hiển thị các thông tin quan trọng như là thông báo này, thời tiết hoặc là thời gian, ngay cả khi màn hình tối đi các bạn nhé. Về kích thước thì đó, cả hai máy sẽ đều có kích thước khá là lớn, 6,7 inch. Nên là những bạn mà có bàn tay nhỏ như mình ý, cầm lâu sẽ bị cấn tay và sẽ bị mỏi tay một chút thôi nha. Nói về hiệu năng thì mình sẽ nhấn mạnh với các bạn một điều như thế này. Năm nay Apple đã bê nguyên con chip Apple A15 lên hai thế hệ, đó là iPhone 14 và 14 Plus. Điều đó chứng tỏ rằng con chip Apple A15 hiện tại nó quá mạnh mẽ, và ít nhất trong vòng 3 đến 4 năm tới các bạn cũng không cần phải đắn đo về hiệu năng con chip này. Tuy nhiên, nếu như đem so sánh về con chip Apple A16 trên iPhone 14 Pro Max ấy, thì Apple cũng công bố rằng con chip Apple A16 sẽ mạnh hơn khoảng tầm 40% so với Apple A15. Và để cho các bạn có cái nhìn chi tiết thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn bảng thông số hai cái chiếc máy này qua cái phần mềm đo hiệu năng, đó là Geekbench 5. Đó, các bạn thấy đấy, mình thấy rằng các điểm giữa hai máy này nó không chênh lệch nhau quá nhiều ấy các bạn ạ. Và thực tế qua những trải nghiệm hàng ngày của mình đến thời điểm bây giờ, mình rất hay sử dụng máy để render video 4K cực kỳ nặng nha. Và mình chơi rất là nhiều game đồ họa hot hiện nay như là PUBG Mobile hay là Liên Quân ấy, thì cá nhân mình thấy rằng cả hai máy đều cho khả năng xử lý hoạt động tương đương nhau thôi. Có chăng thì mình nghĩ là khoảng tầm 2 đến 3 năm nữa chúng ta mới nhận ra sự khác biệt giữa hai thế hệ máy này nhá. Một phần mình nghĩ là cũng khá nhiều bạn sẽ quan tâm giữa hai chiếc máy này, đó chính là về thời lượng pin đúng không? Ok, nói có sách mách có chứng. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem về cái quá trình sử dụng máy của mình trong 10 ngày qua nhá. Trung bình mình thấy rằng mình sẽ hoạt động được khoảng tầm 8 giờ, hơn 8 giờ một chút on screen máy này. Và so sánh lại một chút với 13 Pro Max ấy, thì mình thấy rằng cả hai máy này đều tương đương nhau thôi các bạn ơi. Không hề có là 14 Pro Max pin sẽ trâu hơn đâu. Đấy là mình còn tắt cái tính năng Always On Display nhá. Nếu mình bật lên ấy, thì mình nghĩ rằng 14 Pro Max này còn thậm chí không trâu bằng pin của 13 Pro Max cơ. Có một điểm khiến Chi chưa hài lòng kể từ khi nâng cấp lên 14 Pro Max đâu các bạn ơi. Đó chính là về khả năng sạc nhanh của máy. Mình vẫn không hiểu tại sao đến thời điểm này Apple vẫn không thể nâng cấp cái khả năng sạc máy lên chính những thiết bị Apple của mình.
Trong khi những máy Android ấy, như là Xiaomi đã có khả năng sạc nhanh lên đến 150W rồi đó. Trong khi Apple hiện tại vẫn nhúc nhích khoảng tầm từ 20 đến 27W các bạn ơi. Do đó nhá, để sạc đầy cái chiếc 14 Pro Max này ấy, mình vẫn phải mất khoảng tầm hơn 2 tiếng đấy. Và nếu như để cho mình trả lời cái điểm mình thích nhất kể từ khi nâng cấp từ 13 Pro Max lên 14 Pro Max là gì, thì mình sẽ nói luôn, đó chính là cụm camera thần thánh này. Bởi vì là nó đáp ứng rất tốt cho công việc của mình các bạn nhé. Là một reviewer nên là mình cũng sử dụng máy để quay video chụp hình rất là nhiều. Và ok, mình sẽ show cho các bạn những bức ảnh mình chụp từ 13 Pro Max so với 14 Pro Max để các bạn có cái nhìn khách quan nhé. Ở trong điều kiện ánh sáng lý tưởng ấy thì mình khẳng định với các bạn luôn là chất lượng của cả hai chiếc iPhone này ấy đều rất là tuyệt vời. Đó. Tuy nhiên thì cam chính của chiếc 14 Pro Max ấy nó sẽ rộng hơn và khả năng xử lý ánh sáng nó sẽ tốt hơn so với 13 Pro Max. Do đó thì nó sẽ thu sáng được nhiều hơn ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. So sánh về ảnh chụp với camera góc rộng ấy thì mình thấy rằng màu ảnh trên 13 Pro Max ấy nó sẽ nhạt hơn một chút so với 14 Pro Max và sẽ bắt đầu xuất hiện một chút nhiễu hạt nhẹ nhẹ các bạn nhé. Còn 14 Pro Max thì đó, như các bạn thấy đấy, màu sắc, độ chi tiết rất là tốt, ngon. Đó, ở điều kiện ánh sáng ban đêm ý, thì mình thấy rằng cả hai máy đều mang lại khả năng chụp ảnh rất là ok. Nhưng mà 14 Pro Max thì nó lại nhỉnh hơn một chút về khả năng bù sáng so với 13 Pro Max. Nhìn chung là máy ra sau mà, nên chắc chắn sẽ có một vài cải tiến. Có một điểm mình muốn lưu ý tới các bạn nếu như các bạn chọn mua 14 Pro Max ý, là như các bạn đã biết thì năm nay Apple sẽ nâng cấp cụm camera chính lên 48MP. Nhưng mà các bạn ơi, để chụp được tính năng 48MP thì các bạn bắt buộc phải bật cho mình click vào chữ RAW này này. Đó, thì máy mới chuyển sang kích hoạt là 48MP nhá. Còn không ấy, mặc định sẽ chỉ là 12MP giống như là 13 Pro Max thôi nha. Nếu như để cho mình tư vấn cho các bạn là nên mua 13 Pro Max hay 14 Pro Max ấy, thì thực sự mình nghĩ là rất là khó, bởi vì là tùy nhu cầu sử dụng mỗi người khác nhau và nhu cầu tài chính nữa. Bởi vì hiện tại là 14 Pro Max chênh lệch khá là nhiều so với 13 Pro Max nha các bạn ơi. Chưa kể là 13 Pro Max hiện tại còn không có máy mới chính hãng. Và nếu như các bạn muốn mua thì các bạn sẽ mua máy cũ thì sẽ dao động khoảng tầm từ 22 đến 25 triệu. Đó, trong khi 14 Pro Max chính hãng hệ thống của Di động thông minh sẽ khoảng tầm 31 triệu, tức là nó chênh nhau khoảng tầm 7 triệu. Như vậy, nếu như các bạn có nhu cầu tài chính cao và các bạn thích cái tính năng Dynamic Island này, đó các bạn thích màu tím Deep Purple mới, hay là các bạn cần một chiếc máy thực sự có khả năng quay video chụp ảnh sắc nét và tốt nhất thời điểm hiện tại, thì đương nhiên rồi, 14 Pro Max sẽ là sự đầu tư xứng đáng. Còn nếu không, anh em nào mà có tài chính như mình phân tích lúc nãy, khoảng tầm từ 22 đến 25 triệu, thì mình nghĩ rằng 13 Pro Max nó quá ngon thời điểm hiện tại rồi các bạn ơi. Thiết kế vẫn cực kỳ thời thượng và sang chảnh. Còn về hiệu năng thì các bạn vẫn hoàn toàn yên tâm là dùng 3 đến 4 năm nữa, cực kỳ ngon. Ngoài ra thì máy vẫn có tần số quét là 120Hz giống như là 14 Pro Max, cho trải nghiệm chả khác gì nhau cả. Đó, không biết là các bạn xem video của mình đến đây thì các bạn đã chọn ra được chiếc máy phù hợp với nhu cầu của bản thân chưa? Hãy comment bên dưới chia sẻ với Chi nhé. Và vừa rồi là những chia sẻ của mình rất là nhanh sau 2 tháng nâng cấp từ 13 Pro Max lên 14 Pro Max. Rất là hy vọng qua những chia sẻ của mình các bạn có thể chọn ra chiếc máy phù hợp với nhu cầu của bản thân để đi chơi Noel và đón năm mới nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video của mình. Và các bạn có góp ý gì thì hãy comment bên dưới nhé. Chi lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu. Còn bây giờ thì mình phải kết thúc video đây rồi. Đừng quên ủng hộ mình một nút like, share và subscribe kênh YouTube của Đi Review nhé. Bye bye.